Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình tiếp tục dẫn quý vị và các bạn đến thăm một vườn đào và chia sẻ với quý vị và các bạn kinh nghiệm của người trồng đào bên mình chăm sóc và bảo vệ cây đào ở trong thời kỳ mùa mưa, và nhất là cái việc phủ bạt để tránh trôi đất, đồng thời giảm chi phí trong sản xuất nông nghiệp, và nhất là đối với cây đào này. Như chúng ta đã biết là miền Bắc bước vào thời kỳ mùa mưa, thường vào tháng 4 đến hết tháng 9 âm lịch hàng năm, và thường có những trận mưa rất là to, dẫn đến là xói mòn đất. Như chúng ta đã biết là vùng đồng bằng chủ yếu là đất phù sa, nếu mà gặp những cái trận mưa lớn thì rất hay bị xói mòn, dẫn đến bạc màu. Và nhất là những cái loại cây trồng chúng ta hót ụ lấp và bầu to như thế này, như cam, quất, bưởi hoặc là cây đào nói riêng. Việc phủ bạt ni lông này có ý nghĩa rất lớn trong việc bảo vệ và chăm sóc cây trồng, và hạn chế cái việc chi phí trong sản xuất nông nghiệp. Vì khi chúng ta phủ bạt được ni lông như này thì thứ nhất là tiêu diệt được cỏ dại rất hiệu quả, mầm và hạt của cỏ dại sẽ không sinh trưởng phát triển được khi chúng ta phủ bạt ni lông. Thứ hai nữa là tránh bị rửa trôi đất bạc màu, dẫn đến chúng ta phải chi phí về bổ sung phân bón đối với cây trồng. Thứ ba nữa là chúng ta giữ được đất ẩm lâu hơn để đỡ phải tốn công bơm xả nước hoặc là tưới nước. Và cái công đoạn phủ bạt này thông thường nó bắt đầu từ đầu tháng 3 âm lịch hàng năm thì chúng ta tiến hành phủ thì sẽ hiệu quả nhất. Nhìn chung là nếu chúng ta mà phủ được bạt như này thì sẽ hạn chế và tiết kiệm được rất nhiều cái công làm cỏ hoặc là dùng thuốc diệt cỏ hoa học rất là độc hại đến môi trường đất và ảnh hưởng đến hệ thống vi sinh vật dưới nền đất này, rất dễ đến phát sinh các loại bệnh về sau đối với cây trồng, hoặc là chúng ta phải bỏ chi phí ra để cải tạo lại đất. Đây cũng là câu trả lời của mình chia sẻ đến quý vị và các bạn, bởi vì rất nhiều bạn hỏi là tại sao vườn bạn quay đen nó ít cỏ như vậy. Đây chính là cách tiêu diệt cỏ và bảo vệ đất trồng của người trồng đào hoặc là cây quất hoặc cây chuối của người canh tác nông nghiệp quê mình. Sao mình không đậy sớm hơn mà giờ này mới đậy anh? Mưa thì mình đậy vào êm là mới êm bầu. Đậy thì nếu mà trận mưa đầu mùa mà nó mình đậy được thì nó đẹp hơn. Đậy được càng sớm càng đẹp mà. Dễ nói ra. Video của mình kết thúc đây. Xin chào tạm biệt và hẹn quý vị và các bạn ở các video lần sau. À, có cái bóng. Thank you.